Chào các bạn, hôm nay mình xin mở hộp Samsung Galaxy Note 10.1 phiên bản màu trắng. Bên dưới hộp gồm có sách hướng dẫn. Đây là cái gì mình cũng không biết nữa. Còn đây là dây sạc cho Galaxy Note 10.1. Đây là cái cắm điện. Bạn có thấy ok, còn đây là Galaxy Note 10.1. Trên bề mặt của máy ghi các thông tin như là được sử dụng với cây bút mà Samsung gọi là S Pen, được cài sẵn phần mềm Photoshop. Các bạn có thể lên Play Store, giá của nó khoảng 10 đô. Rồi Smart Remote and 1.4 ghi hệ là 4 nhân hệ điều hành Android, chứng nhận Wi-Fi và Photoshop ở đây. Mặt sau của máy ghi là model GTN 8013. Đây cổng camera, đây cổng flash. Còn đây chỗ này ghi viết của máy. Cái phía của màu trắng, tại đây phiên bản màu trắng. Còn trên đỉnh của máy gồm các cổng jack cắm 3.5, cổng hồng ngoại, cổng micro SD, nút tăng giảm âm lượng, nút tắt mở máy. Còn hai bên đây hai loa, phía trên đây là camera và đây là vận cảm biến xa gần. Ok, cảm ơn các bạn.